chống giặc xâm lăng, lao động chuyên cần dựng xây đất nước.
Một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả các nghệ sĩ đã có mặt trong đêm nay. Ladies and gentlemen, you have just enjoyed the festival drumming performance to celebrate the opening of the first city in Hải Dương province. Thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và nhân dân, nằm trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31, tỉnh Hải Dương được lựa chọn là nơi tổ chức thi đấu môn bóng bàn với sự tham gia của 7 quốc gia trong khu vực.